Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hàng loạt các vụ đuối nước, làm nhiều nạn nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên tử vong. Trước tình trạng này, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo để người dân nắm được kỹ năng phòng ngừa. Theo Công an thành phố Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra 8 vụ đuối nước làm 9 nạn nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên tử vong. Để chủ động phòng ngừa đuối nước, cơ quan công an khuyến cáo người dân và cộng đồng cần trang bị các kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi, như là khởi động kỹ trước khi xuống nước, cách xử lý khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước, đặt biển cảnh báo về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao hồ, những vùng nước sâu, nước xoáy. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển. Chỉ nên bơi trong khu vực an toàn được chỉ định, chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao. Mới đầu hè nhưng đã liên tiếp có các ca ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên cả nước, đặc biệt là liên quan đến các em nhỏ. Sáng nay mùng 7 tháng 5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày gần đây đã tiếp nhận điều trị cho nhiều học sinh nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp thứ nhất là bé trai 9 tuổi tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kể của phụ huynh học sinh này, có 6 bé khác cũng bị sốt, ói sau khi ăn trưa, món mì ý sốt cà trong bữa ăn bán trú trường tiểu học Đặng Trần Côn, quận 4. Còn trường hợp thứ hai là bé gái 11 tuổi, học tại trường tiểu học Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức. Tối mùng 3 tháng 5, bé đau bụng quanh rốn, ói ra thức ăn cũ từ trưa. Người nhà thông tin ăn trưa với mì ý sốt cà ở trường 3 lần. Sau khi điều tra dịch tễ, HCDC xác định trường tiểu học Đặng Trần Côn ghi nhận tổng cộng 6 trường hợp có các triệu chứng liên quan như là ói, tiêu chảy, đau bụng đều học cùng lớp 3/1. Các trường hợp bệnh nghi ngộ độc thực phẩm theo HCDC có thể liên quan đến cùng một nguồn lây, có khả năng là thức ăn vặt do trẻ tự mua. Tại trường tiểu học Linh Chiểu, HCDC chưa ghi nhận thêm các trường hợp nhập viện với các triệu chứng tương tự. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân suy gan tối cấp, suy thận. Đây là lần đầu tiên hệ thống ghép tạng của Việt Nam tiến hành ghép tạng đối với bệnh nhân đã hôn mê, sự sống chỉ còn tính bằng giờ. Bệnh nhân 46 tuổi đến bệnh viện thăm khám khi có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn. Một ngày sau xuất hiện nói nhảm, kích động. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhân tăng cao. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tình trạng của bệnh nhân trở nặng rất nhanh, chỉ trong vòng 6 tiếng đã hôn mê sâu, lơ mơ, vàng da, loạn thần, tổn thương phổi lan tỏa hai bên rất nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp, hội chứng não gan độ 2 trên nền tiền sử viêm gan B chưa rõ. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với chẩn đoán suy gan cấp, hôn mê gan trên tiền sử viêm gan B và có chỉ định phẫu thuật ghép gan toàn bộ từ người cho chết não. Người hiến gan là bệnh nhân nam 48 tuổi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Do nó là suy gan tối cấp cho nên tất cả các tạng khác đều suy. Não thì hôn mê sâu rồi, thận cũng suy rồi, vô niệu hoàn toàn, phổi thì cũng suy và đã phải thở máy và đã có cái bụi nhiễm rồi. Rồi còn chức năng gan thì không còn cái gì hết, cho nên đông máu, bệnh nhân không còn, gần như không còn yếu tố đông máu nữa. Đây là một cái nguy cơ hết sức lớn khi mà phẫu thuật. Khi phẫu thuật mà yếu tố đông máu nó không còn nữa thì nó sẽ chảy máu. Vâng. Rồi thì chức năng, các cái chức năng của các tạng khác nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả chung của ghép. Như vậy thì bên cạnh vấn đề hồi sức gan sau ghép, chúng tôi còn phải hồi sức thêm cả phổi, cả não, cả thận người bệnh để mà có được một cái kết quả cuối cùng tốt như ngày hôm nay. Đại diện bệnh viện cũng cho biết trong danh sách chờ ghép gan hiện có khá nhiều người. Tuy nhiên do sự sống của bệnh nhân chỉ tính bằng ngày, tất cả chức năng thải độc của gan đã không còn hoạt động. Nếu không can thiệp hiệu quả thì bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 48 giờ. Bệnh viện đã quyết định ghép gan cho bệnh nhân. Ngày 22 tháng 4, ca ghép gan được tiến hành. Sau 9 tiếng phẫu thuật, ca ghép gan kết thúc thành công. Thông tin vaccine AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của họ có thể gây cục máu đông vẫn đang khiến nhiều người trích ngừa loại vaccine này lo lắng. Trong lúc này thì có một số đơn vị dịch vụ có dấu hiệu trục lợi, quảng cáo gói dịch vụ xét nghiệm tìm cục máu đông, khám tầm soát sau tiêm vaccine. Ngày hôm nay, VTC14 đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Azela Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, để làm rõ vấn đề về nguy cơ xuất hiện cục máu đông sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Vừa qua thì AstraZeneca có công nhận cái tác dụng phụ gây cục máu đông có. Và trên thực tế ở Việt Nam thì đã có hàng chục triệu người tiêm hàng chục triệu liều mũi vaccine COVID của AstraZeneca. Vậy thì tiến sĩ chia sẻ như thế nào với người dân Việt Nam về điều này ạ? Điều đầu tiên tôi muốn nói là đây không phải là thông tin mới. Chúng ta đã biết là các nguy cơ phản ứng phụ có thể có là rất hiếm, và thông tin này đã có từ tháng 4 năm 2021. Vì vậy, tôi xin nhắc lại rằng đây không phải là thông tin mới hay là thông tin chưa được biết đến. Điều thứ hai là người dân Việt Nam lo lắng về việc họ đã được tiêm vaccine này, rằng thực sự không có điều gì đáng lo ngại cả, vì hai lý do. Thứ nhất, đây là phản ứng phụ vô cùng hiếm của vaccine và chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các trường hợp gặp phải. Thứ hai, phần lớn các trường hợp phản ứng phụ thường xảy ra trong khoảng từ 3 đến 20 ngày sau tiêm. Hiện nay, vaccine này đã không còn được sử dụng ở Việt Nam hơn một năm nay. Vì vậy, người Việt Nam đã được tiêm loại vaccine này từ cách đây trên một năm. Thời gian này đã cách rất xa thời gian mà chúng ta có thể gặp các trường hợp phản ứng phụ của vaccine. Vì vậy, tôi xin nhắc lại là Tổ chức Y tế Thế giới cùng các chuyên gia quốc tế cũng như cơ quan quản lý không có bất cứ điều gì cần lo ngại hay báo động. Cụ thể, nguy cơ gây ra cục máu đông của vaccine COVID-19 của AstraZeneca là gì và nó có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta không ạ? Tôi xin nhắc lại, tất cả các bằng chứng hiện có đều chỉ ra rằng các nguy cơ là cực kỳ nhỏ, ước tính xảy ra trong khoảng từ 4 đến 6 người trên 1 triệu người tiêm vaccine này. Phản ứng này có khả năng xảy ra ở nhóm người trẻ tuổi hơn là người cao tuổi. Vì vậy, thông điệp của tôi là không có lý do để báo động hay lo ngại. Đây là phản ứng phụ cực kỳ hiếm mà chúng ta đã biết đến. Hiện nay, với những người tiêm vaccine AstraZeneca tại Việt Nam, thì khoảng thời gian đó đã là 1 năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước. Đây là khoảng thời gian đủ dài để chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của phản ứng phụ rất hiếm gặp này. Rõ ràng khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát và lây lan rộng, thì vaccine là vũ khí hữu hiệu nhất để đẩy lùi đại dịch. Một lần nữa thì tiến sĩ có thể khẳng định cái giá trị lớn lao của vaccine so với những nguy cơ mà nó có thể gây ra không ạ? Tôi hoàn toàn có thể xác nhận rằng có rất nhiều bằng chứng cho chúng ta biết lợi ích của việc tiêm chủng vượt xa những nguy cơ có thể gặp phải. Hàng chục triệu sinh mạng trên thế giới, có thể còn nhiều hơn thế, đã được cứu sống nhờ tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều đó hoàn toàn đúng với Việt Nam khi mà các bạn đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong việc triển khai tiêm vaccine cho mọi người dân ngay khi có. Và nhờ vào sức mạnh của việc triển khai tiêm vaccine trên toàn quốc, Việt Nam đã có thể phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Vì vậy, hoàn toàn không cần phải nghi ngờ về lợi ích mà vaccine đem lại, lớn hơn rất nhiều so với phản ứng phụ rất hiếm gặp này. Vậy thì những người dân Việt Nam hiện nay đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca có cần phải đi xét nghiệm tìm cục máu đông hay là đi khám sức khỏe tổng quát không ạ? Với những người gặp phải phản ứng phụ rất hiếm gặp này, nó thường xảy ra trong khoảng từ 3 đến 20 ngày sau mũi tiêm thứ nhất. Như vậy, đối với người dân Việt Nam đã tiêm vaccine từ cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm là khoảng thời gian đã cách rất xa so với thời gian có thể xảy ra phản ứng phụ. Và tất nhiên là mọi người nên chăm sóc và theo dõi sức khỏe của mình. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy tìm kiếm tư vấn y tế từ những người có chuyên môn. Không có lý do gì phải lo lắng với những người đã tiêm vaccine AstraZeneca và không phải đặc biệt theo dõi sức khỏe của họ về những phản ứng phụ rất hiếm gặp này. Cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình ạ.